Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình chia sẻ cho bạn tham gia một trình lễ góp ăn chia tổng phần thưởng là 23.000 USDT token XSF này các bạn. Từ sự kiện của trang CoinMarketCap này các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới link form của mình các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn theo dõi danh sách trên CoinMarketCap và app to wallet đó các bạn. Thì bạn nhấp vào đây nè. Rồi thì bạn nhấp vào app to wallet nữa các bạn. Chọn cho nó một sao nè. Rồi bạn mới đáp lại người ta các bạn. Sau đó các bạn theo dõi tại Twitter nè. Trên tại Twitter nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Thì thông tin trên Medium mình đã lấy qua đó các bạn. Rồi các bạn like nè. Like lên cái các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Sau đó các bạn join vào kênh Telegram group của nó nè. Ok, sau khi các bạn join vào các bạn nhớ lướt cấp trang nha các bạn. Hiện tại vì cái bot Telegram mình nó bị ấy các bạn, mình sẽ dùng Telegram khác nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn tham gia cộng đồng Reddit nữa nè. Mình xin nhắc lại nha các bạn lưu ý các bạn vào join vào kênh Telegram chat, nó có một cái cấp tra là chữ số đó, các bạn nhập cái chữ số của mình để join vào group nha các bạn. Rồi bạn muốn join sau community nè, rồi bạn match up lên nè. Sau đó các bạn like và tự quyết gắn thẻ ít nhất là 3 người bạn nha các bạn. Sau người bạn trên tờ Twitter thì các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn cho tờ quyết nè. Các bạn tăng 3 người bạn hoặc 5 người bạn vào các bạn tự quyết lên nè. Sau đó thì các bạn nhấp vào cái link form này nè các bạn. Rồi sau khi các bạn nhấp vào link form thì các bạn mở ra các bạn khai báo nha. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username của tất cả các bạn nè. Còn 5 số 2. Tiếp tục thì dòng thứ hai thì bạn điền username Twitter của các bạn nè. Dòng đầu thì username Telegram của các bạn nha. Hai là username Twitter. Dòng thứ ba là username Reddit thì bạn mở Reddit của các bạn ra nha bạn. Các bạn nhập vào ba cánh cùng. Các bạn nhập vào avatar của mình nè. Các bạn copy username Reddit mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nè các bạn. Nếu dự án này các bạn nào may mắn trúng thưởng thì chắc được người mười mấy đô, 13 đô ạ. Rồi sau đó thì bạn gửi địa chỉ với bên BSMATCHAIN BET20 trên chiếc chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Bạn sao chép nè. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa thông tin chính xác hết xong thì bấm gửi nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 23.000 đô token XSF đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.